Chào quý khách, sau đây HomeKit xin gửi đến quý khách hướng dẫn cách kết nối với Gateway để kích hoạt chế độ mở khóa từ xa ở khóa vân tay 5-1 AB12T. Bộ sản phẩm AB12T bao gồm bộ chuyển đổi Gateway, thiết bị này sẽ giúp quý khách có thể mở khóa từ xa không giới hạn khoảng cách. Chi tiết cách sử dụng thiết bị như sau. Trước tiên, chúng ta cần kết nối thiết bị với ứng dụng điện thoại và cho phép thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi. Tại giao diện quản lý khóa, quý khách vào mục Menu ở góc trái bên trên màn hình. Chọn Menu Gateway. Quý khách sẽ được đưa tới giao diện quản lý Gateway. Để thêm Gateway, chọn nút Thêm thiết bị ở góc phải bên trên màn hình. Quý khách chọn loại 2G Wi-Fi. Tiếp tục, quý khách tiến hành cấp nguồn và đưa Gateway lại gần khóa. Sau đó nhấn Tiếp theo. Điện thoại sẽ tự động kiểm tra những thiết bị ở gần và hiển thị ở màn hình. Quý khách kiểm tra và nhấn Thêm thiết bị. Bước tiếp theo, quý khách chọn mạng Wi-Fi sẽ cấp quyền kết nối cho Gateway. Nhập mật khẩu Wi-Fi. Đặt tên Gateway. Cuối cùng nhấn OK để xác nhận, cho phép thiết bị kết nối. Vậy là chúng ta đã xong phần kết nối Gateway với ứng dụng. Tiếp theo, chúng ta cần phải kích hoạt chế độ mở khóa từ xa. Tại giao diện quản lý khóa, quý khách vào mục Cài đặt. Truy cập vào mục Mở khóa từ xa, sau đó nhấn Bật để kích hoạt. Sau khi kích hoạt, quý khách có thể mở khóa từ xa không giới hạn khoảng cách bằng cách nhấn nút Mở khóa từ xa tại giao diện quản lý khóa. Trên đây là hướng dẫn cách kết nối với Gateway và kích hoạt chế độ mở khóa từ xa ở khóa vân tay 5-1 AB12T. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe, chúc quý khách có những trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm của chúng tôi.